Hello, em đứng vlog cho mọi người nha. Nay em sẽ lên cho mọi người một con custom đèn vuông màu xanh vỏ dưa. Xanh vỏ dưa hay màu xanh da chai gì cũng nói nha. Con này là Dash 1997, tem nổi. Nói đời sau của tem giấy và đời trước của tem tem cao su nhựa, nhựa dẻo. Tới đời 2001 là nó ra cái tem, cái chữ Honda nha. Coi tem hay chữ cái cốp này nè, để cái chữ Honda nhỏ xíu dưới này thôi chứ nó không được tem nổi. Tem nhiều anh em chơi cái dòng cốp á, là họ bảo là cái tem này là cái tem đẹp nhất, nó giá trị nhất. Đây là cốp phổ thông nha. Còn những cái con bản giới hạn hay là những con bản kỷ niệm hay là những con số lượng ít thì cái đó mình không nói tới, chỉ nói về hàng phổ thông thôi. Vậy em đi sẽ đi một vòng tổng thể, sau đó em đi chi tiết cho mọi người xem nha. Giờ cái giá cả em sẽ bán cũng gần cuối bài nha. Anh em quan tâm thì xem hết video nha. Anh em quan tâm những cái dòng xe cam hay là xe Nhật, xe Thái thì anh em đăng ký kênh của em. Để mỗi lần mà em lên bài mới thì anh em sẽ là những người được nhận video đầu tiên nha. Con này được cái là nó máy zin, đồ đạc zin, thiết sơn zin. Anh em mua đi làm hay đi chợ rồi đó, độ bền có nha, đi một hai thế hệ vẫn không ăn thua nha. Cái máy đang nổ nha mọi người, cực kỳ êm luôn. Rồi đi phần đầu tiên đi. Cái này nó có bị oxy hóa, bị sét trong này cho nên là nhìn sẽ thấy giống như cái màu cà phê trong này nha. Này mà đem ra vệ sinh nó sẽ hết. Chó đèn, thích cái chó đèn này lắm nha, kiểu như nó trong trong sao á. Rồi nước sơn, cái sơn này thì nó cũng tương đối là nó không được bóng lắm. 8.000 cây. Đây là cái kim đỏ báo xăng, đây là cảnh báo tốc độ, nếu mọi người chạy khoảng 450 thì nó sẽ nổi cái này lên. Kế tiếp là cùm, chữ nghĩa đầy đủ nha, màu còn đỏ tươi luôn, cùm còn keo nha. Cái cùm bên đây, mọi chức năng hoạt động đầy đủ nha mọi người. Đó, trong quá trình em quay em sẽ để máy nổ nha. Đây là cái yên, khóa xăng còn 7 màu nha, cái khóa này. Kế tiếp là cái bình xăng, nắp xăng, bát yên. Mã màu G142, G là ren đó mọi người, xanh lá. Ba ga, nước sơn. Đi bên đây xong mình sẽ đi qua bên đó nha. Nước sơn của cái mặt nạ thì nó có chạy theo 5 tháng nha. Những cái nó chạy thì em sẽ để nguyên luôn, để cho nó còn dinh 100% nha. Ba ga mũi, cái này mọi người vui vẻ em sẽ tặng thêm một cái rổ mọi người gắn lên đây đi chợ hay đựng đồ cho nó dễ ha. Giáo viên hay là các mẹ các ngoại rồi đó, em học sinh rồi đi đi cho nó tiện, đựng đồ cho nó dễ. Đây là giò gà nó sơn zin ha, đùm zin, căm zin theo xe. Căm này có xét chút xíu nha, chân căm còn 7 màu nha mọi người. Cái xe này cũng dạng tầm trung thôi chứ nó không đẹp lắm, nó không kiểu như đẹp VIP hay là hàng sưu tầm. Cái này anh em mua để mà sử dụng hàng ngày thì ok, cái giá nó cũng phải chăng lắm. Đầu bò còn tương đối đẹp nha, con chữ nghĩa còn đầy đủ, con cờ bên đây vẫn còn, máy này zin 100%. Con cờ còn có nghĩa là cái xe nó đi ít đó, người ta rửa cái này nó chưa mất, chứ không phải là con cờ còn nghĩa là máy zin nha. Con cờ còn nghĩa là xe nó đi ít đó. Cái máy thì lúc nào báo cũng sẽ là zin. Con nào mà không zin thì em sẽ bán theo dạng rã phụ tùng cho anh em. Nước sơn zin có bong chóc một hai chỗ ngay chỗ này nha. Cái này mà anh em gắn cái bửng lên là nó sẽ mất, cái lưỡi trâu lên sẽ mất. Cái tem nổi nước sơn zin rất là đẹp bóng nha.
Rồi, kế tiếp là bên đây nha. Đùi gà, lò xo. Đùi gà nó ba chân nha mọi người. Đó, nước sơn xì còn riêng. Mặt nạ riêng. Nước sơn còn bóng nha mọi người. Đầu bò còn tương đối đẹp nha. Bô ghe càng thắng còn nhọn nha. Ghe càng thắng còn đẹp. Nước sơn zin. Ở đây nó có cái viết hình hình mặt trăng, hình chữ C. Để cái chân ở đây, cái mát chân nó sẽ đụng vô đây. Tem nổi. Nước sơn bóng nha mọi người. Đẹp cái bô. Borosi. Đây tiếng gà tây của nó nha. Má tinh sơn có độ chì theo năm tháng nha. Ốc bán còn ok, khá là sáng nha mọi người. Nhìn tổng thể rất ok nha. Cam bắp chuối, chân cam bảy màu. Xe này tương đối cũng còn 80-90% nha mọi người. Theo anh em đánh giá đó, một con cúp 50, giá nó cũng dễ chơi thôi. Người liên quan tâm thì liên hệ em nha. Cộng 855-978-685-678, số điện thoại Zalo mọi người, app Zalo hoặc là gọi, có thể thêm cái đầu số cộng 855 vô mới được nha, nếu không mọi người sẽ gọi không được đâu. Em sẽ để cái số điện thoại bên phần mô tả, mọi người chỉ cần copy nó gắn vào phần tìm kiếm bên Zalo là được. Nhiều anh em không biết, cứ bấm cái dấu cộng ở trên cái điện thoại hay là cuộc gọi đó, thì nó hơi bất tiện. Xe hiện đang lên Campuchia nha, em bao ship toàn quốc. Giấy tờ thì anh em tự lo nha. Kính bẩn đầy đủ. Xe tương đối ok nha. Xe này em đảm bảo là máy zin nha. Sơn zin 99%. Có củi keo mùng hai chỗ nha mọi người. Rồi anh em nhanh gọi em sẽ tặng thêm ba ga và rổ để cho anh em gắn cho nó full combo, full option, đi chợ đi học thì cho nó tiện, đủ đồ chơi luôn nha. Con xe máy trên một con đường xe ô tô. Con 50 thì nó là 4 số tới nha mọi người. Còn con 90 với lại 70 nó là 3 số tới. Nó ngược vậy đó, máy nhỏ nhưng mà 4 số, còn máy lớn thì 3 số. Cái này đi mua cho mấy em nhỏ đi học hay là đi chợ rồi cũng đi làm cũng rất là tiện. Kinh tế ok nha. Rất là tiết kiệm xăng cho nó bền. 50cc thì không cần bằng lái nữa. Rồi em cảm ơn mọi người nha. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Quan tâm thì cho em xin một lượt đăng ký. Để em ra những video đầu tiên thì mọi người sẽ là những người thấy trước tiên. Rồi xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe nha. Và công việc hiệu quả.